Rất là tình cờ thôi, vì từ thời là Tùng còn đang học sinh ở trường phổ thông thì chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ, trở thành một diễn viên. Rồi cuộc sống có những người bạn là phải nhắc đến, đấy là anh Tiến Minh. Tiến Minh bây giờ là đồng nghiệp của Thiện Tùng cùng nhà hát, thì là chơi với anh Tiến Minh. Và khi vào trường sân khấu điện ảnh thấy các anh chị tập bài và trả bài ở trên sân khấu, thì thấy là tại sao có cái nghề nó. Lúc đấy mình mới hiểu như thế nào là sân khấu, như thế nào là kịch nói, như thế nào là điện ảnh. Nhìn thấy họ rất là vui và thấy trong cuộc sống lúc nào cũng chỉ thấy tràn ngập tiếng cười thôi. Thì mình nghĩ có lẽ cái nghề này cũng hợp với mình và quyết định là theo đuổi nó. Và Tùng đã thi vào trường và theo học. Rồi khi mình chuẩn bị tốt nghiệp thì có rất nhiều lời mời về các nhà hát, như là lúc đó là nghệ sĩ nhân dân Anh Tú mời về nhà hát Tuổi Trẻ, rồi nghệ sĩ ưu tú Phạm Cường mời về nhà hát Quân Đội. Nhưng mà Thiên Tùng quyết định chọn nhà hát Kịch Hà Nội là nơi mà Tùng đã gắn bó từ khi ra trường, có lẽ là gắn bó cả cuộc đời. Có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu như nói Thiên Tùng là một diễn viên, mặc dù Tùng đã làm điện ảnh, đã làm truyền hình, nhưng sân khấu đấy là một cái nghiệp. Đấy là một cái nghiệp mà mình đam mê nhất. Bởi khi mình xuất hiện trên sân khấu, mình được tiếp xúc trực tiếp với khán giả, thì chỉ có những phút giây đấy thì mới giúp người nghệ sĩ thăng hoa được. Cho nên là với nghệ sĩ nghệ thuật biểu diễn ý, thì biểu diễn trên sân khấu trước khán giả đấy là một FV vô cùng thú vị. Và khi mình được đón nhận kể cả giọt nước mắt của khán giả hoặc những tràng pháo tay của khán giả, thì đấy là khi mình hoàn thiện vai diễn. Mỗi một đêm diễn xong lại cho mình một cảm giác khác nhau. Có thể là ngày hôm nay mình diễn chưa thành công bằng ngày hôm qua, nhưng mà mỗi một đêm nó đều có một cái thi vị riêng và nó mới có một cái ma lực nghề nghiệp. Thực ra thì nó cũng rất là vô cùng. Sự đam mê thì đấy là điều đương nhiên. Cái yếu tố may mắn đấy là cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong nghề biểu diễn. Bởi vì là khi mình phải có một cơ hội, nếu như mình không có cơ hội thì mình cũng không thể thành công được. Một người nghệ sĩ biểu diễn thì cái tố chất trời cho vô cùng quan trọng. Nhưng khi cái tố chất trời cho đấy là cái mà nó đã có trong mình rồi, nhưng khi mình được học hành, mình được tôi luyện và mình được trải nghiệm qua từng vai diễn thì đấy là cơ hội. Khi mình có những cơ hội đấy đến với mình mà mình không hoàn thành được nó tốt thì cái cơ hội mất đi và mình chắc sẽ rất khó có một cơ hội tiếp theo. Và cái yếu tố kinh tế thì thực ra thì kinh tế thì làm nghề nào thì cũng mình làm nghề là để mình tồn tại. Nghề nghệ thuật cũng vậy thôi, nghề diễn viên cũng vậy thôi. Thì Thiện Tùng hoàn toàn sống bằng nghề. Thiện Tùng hoàn toàn sống bằng nghề chứ không phải là có hỗ trợ của gia đình hoặc là có một cái nguồn kinh tế nào đấy để tài trợ cho mình. Giống như mà để so với các nghề khác thì mình thấy là nghề diễn viên cũng dễ kiếm tiền hơn đấy chứ, đâu phải là khó khăn đâu.